Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay thầy Giáp sẽ gửi tới các bạn một số những cái bài tập thực hành trong cái chủ đề các bài toán thực nghiệm. Thì trong video ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu với các bạn đến đó là cái dạng 2, đó là đo thể tích. Như vậy là hôm qua thì đã đăng một cái video đó là về đo khối lượng, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái dạng 2, đó là đo thể tích, thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào. Thì cái phương pháp chung của cái dạng toán đo thể tích đó chính là chúng ta sẽ chủ yếu là dùng hai kiến thức, đó là dùng bình chia độ và dùng bình tràn. Đấy. Dùng bình chia độ và bình tràn để chúng ta xác định cái thể tích nước, hoặc là chúng ta sẽ ví dụ như chúng ta muốn đo thể tích của một vật rắn thì chúng ta sẽ thả vào một cái bình nước, thả ngập vào trong cái bình nước và chúng ta sẽ xác định cái mực nước dâng lên hoặc là mực nước tràn ra. Đấy thì chúng ta và đo cái mực nước dâng lên hoặc là mực nước tràn ra thì chính là cái thể tích của cái vật rắn mà được thả chìm hẳn vào trong cái chất lỏng hoặc là thả chìm vào trong cái nước. Đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng cả hai kiến thức này với cái mục đích như vậy. Ngoài ra chúng ta có thể kết hợp một số những cái dụng cụ hoặc là các kiến thức khác. Ví dụ như là đòn bẩy, cái điều kiện cân bằng của đòn bẩy. Hoặc là chúng ta sẽ áp dụng cái Archimedes, lực đẩy Archimedes. Đấy, chúng ta sẽ áp dụng thêm những cái này để chúng ta, đối với những cái bài toán mà nó rơi vào các cái trường hợp đặc biệt thì chúng ta sẽ áp dụng thêm những kiến thức như thế. Thì trong khuôn khổ video ngày hôm nay thầy Giáp sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái bài toán về đo thể tích mà nó cũng rất là quen thuộc và nó cũng rất hay rơi vào các cái đề thi học sinh giỏi, kể cả cấp huyện cũng như cấp tỉnh. Thì chúng ta sẽ vào một số những cái bài toán như sau. Bài toán 1, với các dụng cụ này, cân này, hộp quả cân và cốc nước và một cốc cần xác định thể tích. Hãy trình bày cách tiến hành xác định thể tích bên trong của cốc đó. Có nghĩa là dụng cụ của chúng ta sẽ gồm cân, hộp quả cân, cốc nước và cái cốc cần xác định thể tích này. Thì bây giờ chúng ta cần trình bày cái cách tiến hành xác định cái thể tích bên trong của cốc, tức là bên trong cái cốc này này. Được chưa? Bên trong cái cốc cần xác định thể tích này. Đấy, thì chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào? Thì với những cái dạng toán này thì chúng ta cần phải trình bày theo các bước, trình bày theo các bước. Và chúng ta nếu mà nó có cái bài toán mà yêu cầu cần trình bày các cái cơ sở lý thuyết thì chúng ta cũng phải trình bày các cơ sở lý thuyết đó ra trước khi chúng ta làm các bước thực nghiệm. Nhưng mà ở với cái bài toán này thì chúng ta có thể khai thác luôn như sau. Thứ nhất chúng ta phải khẳng định như thế này. Thể tích của cái cốc cần xác định này thì chính là cái thể tích nước mà khi cái nước đó nó đổ đầy của cái cốc này. Thì cái thể tích nước được đựng đầy ở trong cái cốc này thì chính là cái thể tích của cốc. Đấy ạ. Đấy, chúng ta có thể khẳng định với nhau một câu, đó là thể tích bên trong cốc. Thể tích bên trong cốc thì bằng thể tích nước. Thể tích nước khi chứa đầy cốc đó. Đấy. Đấy là một cái khẳng định đầu tiên. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiến hành các cái bước. Bước 1 này, đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái cân này này để xác định cái khối lượng M1 của cái chiếc cốc này, tức là cái khối lượng mà khi chưa cho nước vào, được chưa? Dùng cân xác định khối lượng M1 của cốc. Và chúng ta cũng dùng cân để xác định cái khối lượng
khối lượng M2, khối lượng M2 của cốc khi đã chứa đầy nước. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước 2 là chúng ta sẽ xác định được cái khối lượng trong cốc, trong cái cốc nước này. Xác định cái khối lượng M của nước trong cốc. Bằng cách đó chính là M thì sẽ bằng M2 trừ đi M1, được chưa? Rồi. Đấy. Thì bây giờ ta sẽ suy ra được cái thể tích của nước. Thể tích của nước thì nó chính là VN sẽ bằng là M của, tức là khối lượng của nước chia cho cái khối lượng riêng của nước là DN. Hay là cái khác sẽ là bằng M thì chính là M2 trừ đi M1 trên DN, với DN là khối lượng riêng của nước. Được chưa? Đấy. Và từ đây ta suy ra cái thể tích của cốc. Ta có thể là V cốc thì sẽ chính là bằng VN và bằng M2 trừ M1 trên DN. Được chưa? Và đến đây chúng ta sẽ kết thúc bài toán ở đây. Bài tập số 2. Với lực kế một ca nước và một vật bằng kim loại hình dạng bất kỳ, em hãy trình bày phương án xác định thể tích của vật đó. Với cái bài này thì chúng ta phải hiểu là dụng cụ thì sẽ gồm cái lực kế và một ca nước thôi. Thế còn cái vật bằng kim loại bất kỳ này thì chúng ta cần phải đo cái thể tích của nó. Và chúng ta lưu ý rằng cái vật bằng kim loại bất kỳ này nó sẽ thả được hoàn toàn vào trong cái ca nước này. Được chưa? Đấy, thì cái bài này thì cái ý tưởng hay là cái ý đồ của người ta sẽ hỏi chúng ta là như thế. Thì với bài này thầy giáo hướng dẫn các bạn làm như sau này. Thứ nhất thì ở đây chúng ta có lực kế, chúng ta có ca nước. Được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ hình dung ra được là chúng ta sẽ đo được trọng lượng của cái vật này, vật bằng kim loại này bằng lực kế ở ngoài không khí, và chúng ta sẽ đo được cái trọng lượng của cái vật này khi nhúng hoàn toàn trong chất lỏng. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái kiến thức của lực đẩy Archimedes, trong đó sẽ công thức của lực đẩy Archimedes sẽ là FA sẽ bằng D nhỏ nhân với V, trong đó D nhỏ là trọng lượng riêng của chất lỏng. Thế còn cái V đó chính là cái thể tích của chất lỏng, phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Hay là cái khác, khi ta nhúng chìm hoàn toàn cái vật bằng kim loại này vào thì cái thể tích của chất lỏng bị vật chiếm chỗ cũng chính là thể tích của cái vật bằng kim loại này. Được chưa? Và từ đó thì chúng ta sẽ ra được cái bài toán mà đầu bài yêu cầu. Được chưa? Rồi. Thứ nhất này, đó là chúng ta sẽ đo cái trọng lượng của vật bằng kim loại ở ngoài không khí đi. Được chưa? Hay nói khác là ta sẽ móc vật vào cái lực kế, móc vật vào lực kế, được chưa, để đo trọng lượng của vật ở ngoài không khí. Giả sử là P1 chẳng hạn. Tiếp, ta sẽ đo trọng lượng của vật khi nhúng chìm hoàn toàn trong ca nước.
khi nhúng chìm vật hoàn toàn trong ca nước. Là B2 chẳng hạn. Được chưa? Nhớ là phải nhúng chìm hoàn toàn nhá. Chúng ta phải nhúng chìm hoàn toàn đấy. Được chưa? Phải nhúng chìm hoàn toàn. Tiếp, sau đó là ta sẽ tính được cái lực đẩy Archimedes lúc này chính là Fa sẽ bằng P1 trừ đi dP2. Được chưa? Khi đó ta có, các bạn hình dung này, khi chúng ta nhúng chìm vật hoàn toàn vào trong nước thì sẽ vật sẽ chịu một cái lực tác dụng từ dưới lên, đó chính là lực đẩy Archimedes. Và cái độ lớn của lực đẩy Archimedes lúc này chính là F Archimedes sẽ bằng P1 trừ đi dP2. Được chưa? Mặt khác ta có cái công thức của lực đẩy Archimedes, Fa sẽ bằng là d nhỏ nhân với v. Trong đó là d nhỏ là trọng lượng riêng của nước. Được chưa? V là thể tích. V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Của chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Đấy, từ đó ta sẽ suy ra được V lúc này sẽ bằng là Fa chia cho D. Được chưa? Fa chia cho D. Chỗ này chúng ta có thể ghi là đơn vị thể tích. Fa chia cho D. Rồi bây giờ ta kết luận một câu để ra bài toán này. Vì vật chìm hoàn toàn vào trong chất lỏng. Được chưa? Vì vật chìm hoàn toàn trong nước đi. Vì vật chìm hoàn toàn trong nước nên thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ cũng chính là thể tích của vật. Được chưa? Nên thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ cũng chính là thể tích của vật. Đấy, cũng chính là thể tích của vật. Từ đây ta suy ra cái thể tích của vật là V. Được chưa? Chỗ này là đơn vị thể tích của vật là V. Ở chỗ này chúng ta sẽ làm rõ ra V sẽ bằng là F A chia cho D, và chính là bằng P1 trừ đi P2 chia cho D. Được chưa? Với D là trọng lượng riêng của nước. Đấy, đến đây ta kết thúc bài số 2. Chúng ta sang cái bài toán số 3. Xác định thể tích và bán kính của viên bi. Xác định và thể tích và bán kính của viên bi cho dụng cụ gồm bình chia độ, dầu hỏa, một số bi xe đạp. Cần xác định thể tích và bán kính. Biết thể tích V của vật hình cầu và bán kính R của nó liên hệ với nhau theo công thức V bằng 4/3 pi nhân với R bình. Đấy chứ ạ. Thì cái công thức này thì để tí nữa chúng ta tìm được V thì chúng ta sẽ suy ra được R. Đấy chưa? Thế còn bây giờ là các việc cần làm của chúng ta là phải nghĩ đến cái phương án nào đó để chúng ta có thể xác định được cái thể tích. Trước tiên là xác định được thể tích của viên bi gồm các dụng cụ bình chia độ và
dầu hỏa, một số viên bi xe đạp cần xác định. Đấy. Thì với phương án này thì chúng ta thấy rằng là ở đây nó không có cái lực kế. Như vậy là chúng ta sẽ loại trừ đi cái phương án sẽ dùng cái lực đẩy axi-mét khi cân cái đo cái trọng lượng của viên bi ngoài không khí và đo trọng lượng của viên bi ở trong dầu hỏa. Đấy chưa? Khi trong dầu hỏa, cái đấy chúng ta sẽ loại trừ cái phương án đó. Đó nó chỉ áp dụng cho cái bài số 2 mà chúng ta vừa nghiên cứu khi nó có dụng cụ là lực kế. Ở đây chúng ta có bình chia độ. Được chưa? Bình chia độ thì chúng ta sẽ nghĩ đến phương án là chúng ta sẽ đổ dầu vào cái bình chia độ này. Và sau đó là chúng ta sẽ đo cái thể tích dầu hỏa trong bình chế độ và chúng ta thả một số viên bi vào, sau đó là chúng ta xem là nó tăng lên bao nhiêu thì nó chính là cái thể tích của các viên bi. Được chưa? Và để tìm thể tích của một viên bi thì chúng ta sẽ chia cho cái số viên bi chúng ta đã thả vào. Đấy, đại khái là phương án sẽ là như thế. Và sau khi chúng ta sẽ tìm được thể tích rồi thì chúng ta sẽ thay vào đây và chúng ta rút ra được R. Đấy là cái bài số 3. Thì chúng ta sẽ đi giải chi tiết như sau này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đổ dầu vào cái bình chia độ đến một cái thể tích V1 nào đó. Được chưa? Chúng ta đổ dầu vào bình chia độ. Vào bình chia độ đến thể tích V1 nào đó. Đến thể tích V1 nào đó. Đây là cái thể tích ban đầu. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ thả một số viên bi vào trong cái bình chia độ này. Được chưa? Chúng ta có thể ghi là thả N viên bi. Thả N viên bi vào bình chia độ. Thả N viên bi vào bình chia độ. Và khi này thì dầu sẽ dâng lên đến một cái thể tích V2 nào đó. Được chưa? Khi này thể tích dầu, thể tích dầu trong bình dâng lên có thể tích là V2 nào đó, được chưa? Đấy. Và khi đó thì chúng ta sẽ tìm được cái thể tích của N viên bi này chính là cái hiệu V2 trừ đi V1. Được chưa? Khi đó thể tích của N viên bi là chúng ta có thể ghi là VN sẽ bằng là V2 trừ đi V1. Được chưa? Từ đây ta sẽ suy ra cái thể tích của một viên bi chính là V sẽ bằng là VN chia cho N và chính là bằng V2 trừ đi V1 chia cho N. Đấy chưa? Tại sao có nhiều bạn thắc mắc tại sao không chỉ cần thả một viên bi thôi thì ta sẽ suy ra được cái V này luôn là bằng V2 trừ V1 luôn, nhưng mà cái viên bi xe đạp này bản chất của nó rất là bé. Đấy chưa? Thế nên là nếu mà chúng ta thả một viên bi vào thì nó sẽ không có tính thực tế. Đấy chưa? Nó không có tính thực tế bởi vì là cái thể tích của V2 lúc này nó tăng lên nó sẽ không đáng kể và nó sẽ dẫn đến cái sai số rất là nhiều. Thế nên chúng ta cứ thả N viên bi 100 viên hoặc 50 viên chẳng hạn, hoặc là 20 viên chẳng hạn, thì chúng ta suy ra nó sẽ rất là đơn giản và nó có tính thực tế và nó không bị sai số nhiều. Đấy chưa? Chính vì vậy mà chúng ta mới có phương án là thả N viên bi. Đấy. Như vậy là bây giờ chúng ta đã tìm được thể tích của viên bi là V rồi. Được chưa? V sẽ bằng VN chia cho N và bằng V2 trừ V1 chia cho V. Được chưa? Thế thì bây giờ từ cái công thức đây, thầy giáo có thể ghi là V của bi đi cho nó dễ. Được chưa? V của bi. Như vậy một viên bi thì sẽ là bằng V2 trừ V1 chia cho N. Từ đây ta suy được bán kính của viên bi thôi.
Bán kính của viên bi từ công thức đó là V của bi thì sẽ bằng là 4 phần 3 nhân với pi nhân với R, R bình, được chưa? Thì từ đây ta suy ra R, R thì sẽ bằng là R bình trước đi thì sẽ bằng là VB chia cho 4 phần 3 bi, hay nói khác là VB sẽ là bằng VB nhân với cả là 3, được chưa? Rồi chia cho 4 pi, được chưa? Và từ đây ta suy ra R sẽ bằng căn bậc 2 của 3 nhân với V của bi chia cho 4 pi, được chưa? Đấy. Đến đây thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài toán số 3 ở đây. Như vậy là trong video ngày hôm nay thì thầy giáo đã giới thiệu với các bạn một số những cái bài tập thực nghiệm trong cái chuyên đề các bài toán thực nghiệm đối với cái dạng 2, đó là dạng đo thể tích. Thì trong video lần sau thì thầy giáo sẽ gửi tới các bạn một số những cái dạng toán về đo khối lượng riêng, đo trọng lượng riêng. Đây là những cái dạng toán rất là hay vào và nó cũng có rất là nhiều biến thể các cái bài tập khác nhau. Thì hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nếu các bạn thấy video bổ ích cũng như là hay thì các bạn hãy cho thầy giáo một like cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ video cho thầy giáo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.